Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, chúc mừng đại sứ các nước Ba Lan, Tây Ban Nha, Bangladesh Trình Quốc Thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng bằng kinh nghiệm của mình, các đại sứ sẽ tích cực đóng góp, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đồng thời khẳng định các bộ ngành của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các đại sứ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Tiếp đại sứ Ba Lan Alexander Sudey, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Ba Lan. Cảm ơn nhân dân Ba Lan đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong suốt những năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao. Quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ. Ba Lan hiện là bạn hàng số 1 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu và Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Nhắc đến bài thơ Em ơi Ba Lan của nhà thơ Tố Hữu, Chủ tịch nước chia sẻ tình cảm sâu đậm của người dân Việt Nam dành cho đất nước, nhân dân Ba Lan và đề nghị hai nước tăng cường giao lưu nhân dân. Thông qua đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Ngài Tổng thống Andrzej Duda và mời Ngài Tổng thống sớm thăm chính thức Việt Nam. Tiếp đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano de la Sala, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đang ngày càng phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Trao đổi thương mại song phương không ngừng phát triển, đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, cao nhất từ trước tới nay. Hướng tới kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược hướng tới tương lai trong năm nay, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả để tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA và sớm thành lập Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Thương mại và Đầu tư. Đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Tây Ban Nha và nhu cầu phát triển của Việt Nam như hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước và chuyển đổi số. Tiếp đại sứ Bangladesh Mohammed Lutfor Rahman, Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt Nam-Bangladesh phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng. Hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên đẩy mạnh tăng cường hơn nữa các kết nối kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Cho rằng hợp tác thương mại giữa hai nước đang có rất nhiều thuận lợi và tiềm năng cần tiếp tục khai thác trên các lĩnh vực nông thủy sản, hàng tiêu dùng, hạ tầng điện viễn thông, công nghệ thông tin và giáo dục. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các hình thức giao lưu nhân dân, duy trì và phát triển hơn nữa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp. Các đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương.